Trong chapter 1063 mới nhất, Joran đã tấn công băng hải tặc Hurt giữa đường họ rời Wano Quốc. Cùng với đó thì Pudding đã bị bắt cóc, kẻ bắt vợ hụt của Sanji rời đi sau khi biến Cracker và cả thị trấn Chocolate thành băng. Tất nhiên là ai cũng đoán Aokiji là thủ phạm, nhưng nếu Aokiji thực sự hợp tác với Tid như đồn đại thì chẳng phải Oda đang búp cho băng Joran quá mạnh hay sao? Thuyền trưởng thì ăn hai trái quỷ mạnh nhất hai hệ, đã thế còn thành thục Haki, trong khi bọn chỉ huy cũng tăng tiền thưởng không ngừng nhờ cướp được hàng loạt trái quỷ bá đạo. Trong trận chiến với Joran sau này, Luffy cần gì để chiến thắng đây? Và tại sao Joran lại đem tổng lực hành động như vậy? Phải chăng lý do Shanks nói với Ben Beckman rằng đã tới lúc đi đoạt One Piece rồi, có liên quan tới chuyện này hay không? Cá nhân mình nghĩ Shanks không phải người cứu lo vì anh rời Wano trước họ vài ngày nên không có lý do gì vòng lại. Hơn nữa Joran không có đủ team ở đây, kèo lệch thế này Oda chắc chắn không set up. Ở Wano thì Shanks chỉ dọa để đuổi bỏ Lục đi, chứ gặp kẻ thù không đội trời chung như Tid thì kiểu gì cũng phải khô máu. Nhưng đánh với băng Joran thiếu quá nửa thành viên, thắng cũng chẳng vẻ vang gì, mà thua thì nhục vãi luôn. Cho nên kèo này mình nghĩ sẽ có nhân vật khác xuất hiện giúp lo một tay, hoặc đen lắm thì anh Luật đánh chấp nhận mất trắng thành quả của mình. Rất có khả năng Joran là kẻ đầu tiên thu thập đủ Rat Brickleaf và Charlotte Pudding đã khai mở con mắt thứ 3. Và ngay bây giờ, chuyện tổng hợp sẽ gửi tới anh em giả thuyết cực kỳ thú vị này nhé. Một Pudding thức tỉnh con mắt thứ 3, Joran mới là kẻ ở gần One Piece nhất. Ở trang bìa chapter 1046 có hai kẻ lạ mặt đột nhập lên đảo Cacao, nhưng Oda chỉ vẽ chân nên chúng ta nghĩ là nhà Vinsmoke. Nhưng nghĩ lại thì sai hoàn toàn thật, họ không có lý do gì để đến đây bởi Niji và Yonji bị giam tại đảo Bánh. Hai trang bìa liên tiếp ở chapter 1049 và 1050 cho thấy điều đó. Còn ở chapter 1048, trang bìa đó đã đánh lừa tất cả chúng ta. Hóa ra Broly đang suy đoán rồi nói với Cracker rằng có thể Reiju và Ichiji đột kích đảo Cacao. Nhưng thực chất hai kẻ đó lại toàn chỉ huy băng Joran. Còn Broly vô tình đưa anh trai mình vào chỗ chết, vẫn còn đang cuốn băng đầy người thì kia, đơn giản là Cracker không có cửa, mà kể cả có khỏe mạnh 100% thì Aokiji vẫn ao trình, chưa nói đến tên đi cùng. Lý do băng Joran đột kích Totoland đã quá rõ ràng, chúng nhắm vào con mắt thứ ba của Charlotte Pudding. Big Mom vì quá sốt ruột không đợi được cô khai nhãn nên mới cất công tới Wano để bắt Nico Robin, nhưng mụ quá đen khi mất cả chì lẫn chai. Đến đây bắt người đọc được Pony Clip xong bị bọn trẻ trâu hạ gục, còn người nhà mình có khả năng tương tự thì để kẻ khác bắt mất. Tid đúng là chủ ăn hôi, đến Amazon Lily ăn hôi hải quân đánh Boa Hancock lại sai người đến đảo bánh bú phêm nhỏ Vinsmoke. Một mặt do Big Mom đi vắng lại có thêm Aokiji nên Tid mới dám xông vào lãnh địa của tứ hoàng khác. Một mặt hắn quá đỏ, trời giúp Joran khi đúng lúc này nhà Gemma cũng quay lại giải cứu Niji và Yonji. Họ đột kích đảo bánh, cầm chân Katakuri và Oven giúp băng Joran nhàn hạ hơn dự tính ban đầu. Khi hắn ra tay thì 99% là Pudding đã thức tỉnh năng lực con mắt thứ 3, vì Joran chẳng bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Hắn chờ phục kích băng Hurt để cướp Brickleaf, đồng thời cho người đi bắt kẻ giải mã được nó về căn cứ. Tất nhiên tự dưng Pudding chẳng dại đi giúp kẻ thù, nhưng một trong các chỉ huy băng Joran lại có khả năng thôi miên. Hòa tiêu Laffite từng thi triển năng lực này trong arc Impendown mà Marineford, hắn cũng không góp mặt trong cả hai cuộc đụng độ với băng Kuza và băng Hurt. Đương nhiên, sự vắng mặt của Hoa Tiêu là điều bất thường, nó sẽ báo hại cả băng nếu gặp vùng biển dữ hoặc thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, mình nghĩ Tid giao cho Laffite nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Hắn cần năng lực của Laffite cho chuyến viếng thăm đảo bánh. Ngoài Pudding vẫn còn một thứ khác mà Joran muốn có, đó là Pony Clip của Big Mom. Hắn phục kích giữa đường rời Wano mục đích đoạt lấy Pony Clip của Kaido. May cho Tid đã lo có hẳn hai bản sao, một cái lấy từ đảo Zo. Còn bản sao của Big Mom là chiến lợi phẩm riêng của băng mũ rơm sau arc đảo bánh, không phải arc Wano nên không cần chia chắc với ai. Mà chẳng may phục kích chúng băng mũ rơm thì lại trả cút luôn, cho nên Tid đã đánh cược với vận may của mình. Hắn xem kẻ nào sẽ lựa chọn con đường ngắn nhất tấn công hắn để cướp Pony Clip của Kaido, rồi sai một nhóm khác tới đảo bánh đoạt nốt của Big Mom. Có thể hiện tại Aokiji và Shiryu mới chỉ bắt được Pudding, nhưng chúng sẽ sớm viếng thăm nốt đảo bánh. Mình nghĩ trong 2-3 chapter tới, mini story trang bìa sẽ cho chúng ta biết danh tính kẻ đã đóng băng thị trấn Chocolate để xem đó có phải Aokiji như dự đoán hay không. Nếu đúng thì sau khi bắt được Pudding, chúng sẽ đi sao chép nốt Rattling Clip. Katakuri với Oven vừa bón hành cho nhau, chắc cũng không còn sức mà chống lại cả Aokiji lẫn Shiryu. Nói chung thì phiến Rattling Clip của Big Mom lẫn Pudding coi như đã nằm trong tay Joran, khó mà khác được. Quay trở lại với Law, anh đang phải đối đầu với một kẻ mà đến cả vua bóng tối Silver Rayleigh còn thừa nhận mình không hạ nổi. Bỏ qua chuyện tuổi tác và thể lực, mình không nghĩ hiện tại Law hay Kid đã vượt qua được Rayleigh, họ còn chưa mạnh bằng Luffy cơ mà. Law đã thức tỉnh trái quỷ, mới đây cũng cho thấy trình haki cấp cao, nhưng như thế vẫn là quá ít. Tid sở hữu tận hai trái quỷ bá đạo, một trong số đó có thể vô hiệu hóa OPOP no Mi, mà Law thì không có haki báo vương. Trận chiến giữa Luffy và Kaido đã cho chúng ta biết rằng muốn gây thương tích nặng không thể hồi phục cho kẻ thù, bạn phải dùng haki báo vương bọc vào đòn đánh. Tid vô cùng trâu bò, điều này ai cũng biết, liệu Law có thể đánh hắn không thể hồi phục được hay không? Mình nghĩ Law hoàn toàn đủ sức khiến Joran trọng thương như cách anh nhét hành vào mồm Big Mom.
Nhưng Zoran nham hiểm xảo quyệt hơn nhiều, hắn cũng sẽ cho lo lãnh đủ, mà lo thì máu hơi giấy so với tít. Vua lì đòn được tứ hoàng xanh lẫn tứ hoàng dâu trắng test thử. Nói đi nói lại thì kèo này quá thối, cánh tay phải có lo, cánh tay trái có lo đều chỉ có 5 ngón, trong khi cánh tay phải và cánh tay trái của Zoran đều có đủ tứ chi, thì đánh thế nào đây? Lại dỗ thanh thiên bạch nhật, trông cậy Bepo hóa sư lông cũng vô vọng nốt. Thôi thì chúng ta tạm xa nhau từ đây, đành cất poster lo vào một góc, mặc dù mình rất yêu thích nhân vật này. Cá nhân mình thì không cho rằng lo sẽ chết, nhưng bị đánh bại thì có, mà kết quả của thất bại là mất đi tất cả chiến lợi phẩm lẫn danh tiếng vừa gây dựng được. Giải Wano với tâm thế của kẻ chiến thắng, được truy nã lên tới 3 tỷ nhưng lại bị Zoran phục kích để bằng hớt thua trận này thì Oda quá ác. Chưa biết ý định của Oda thế nào nhưng mình đoán bác muốn búp cho Zoran thêm body clip để hắn và Luffy đối đầu nhau tại hòn đảo cuối cùng lắp theo. Vì vậy phải có vật tế thần và lo là kẻ bị chọn, Luffy thì không được rồi. Kid không có body clip ở đảo Zo, còn lo thì sở hữu hai phiến ở Zo và Wano. Thế là Oda đem cả hai tặng cho Zoran, hắn lại tự đoạt được có Big Mom thêm một phiến nữa. Và là Tít cũng có 3 rat body clip như Luffy, cả hai sẽ tranh giành phiến đá cuối cùng, hoặc Zoran vốn dĩ đã tìm ra nó và Luffy phải đuổi theo rồi đối đầu nhau tại lap theo. Nói tóm lại, sau khi lấy body clip từ đảo bánh, bắt được Pudding và cô đã khai nhãn, nếu Zoran giành được chiến thắng trước lo, hắn và Luffy sẽ ngang nhau. Cả hai cùng sở hữu 3 rat body clip đồng thời có thể giải mã chúng. Hãy cùng chờ xem trận chiến giữa hai tứ hoàng sắp diễn ra nhé. 2. Luffy cần Yamato ra khơi ngay và luôn. Băng Zoran đang được búp quá mạnh, đó là điều mà ai cũng thấy. Lo nói rằng chuyên đã của bọn chúng cứ không ngừng tăng lên sau khi cướp được những trái quỷ mạnh. Bộ ba Jesus, Burgess, Van Ogu và Doc Q thể hiện một chút thôi, nhưng anh em đã thấy đây toàn là năng lực đáng sợ. Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất, mà theo mình cái bắt tay với Aokiji đã giúp băng Zoran sánh ngang được băng tóc đỏ thời điểm hiện tại. Vì ngoại trừ tứ hoàng và ba chỉ huy cấp cao ra, bọn chúng còn có thêm một kẻ mạnh tương đương với thủy sư đô đốc. Điều vậy thì ngoại trừ băng tóc đỏ với Ben Brickman, chẳng có chỉ huy số 1 nào khác địch lại đô đốc hải quân. Zoro hiện tại rất mạnh và mình tin anh có thể, nhưng phong cách chiến đấu của anh được Donnie đóng giày cho kèo với Sirius mưa thay vì đánh với Kuzan. Mà nếu Zoro đánh với Kuzan thì phần còn lại không ai ăn nổi Sirius cả. Chúng ta không thể tự tin thái quá nói rằng Sanji đánh bại được chỉ huy mạnh nhất. Anh đã hạ khuyên bệnh dịch, nhưng cả King, Katakuri và lẫn Marco đều cho thấy họ rất khác. Ngoài ra, băng Zoran có nhiều hơn một đầu lĩnh so với tất cả các tứ hoàng còn lại. Thông thường, dưới trướng tứ hoàng sẽ gồm 3 tư lệnh và 6 chỉ huy cấp thấp hơn, băng nào cũng vậy. Riêng băng dâu trắng có tận 16 đội trưởng nên họ mới là băng mạnh nhất. Còn băng Zoran nếu tính thêm Aokiji thì có 10 chỉ huy, nhiều hơn một so với băng mũ rơm. Đã vậy, tên thứ 10 này còn rất khác biệt. Vậy Luffy phải làm sao để đánh bại Zoran? Cần 2 chăng? Khó, kéo đó mình thấy quá khó. Cậu cần người đồng đội tại Wano ra khơi càng sớm càng tốt, và mình tin Yamato cũng sẽ sớm rời khỏi Wano mà thôi. Đáng lý ra cô đã đi cùng băng mũ rơm, nhưng sự xuất hiện của Ryokugyu khiến quyết định phải thay đổi. Yamato buộc phải ở lại bảo vệ Wano đến khi Momonosuke trưởng thành, đủ mạnh để tự lực cánh sinh. Nhưng tránh là Momo tự ái, Zoro đã dặn dò Yamato nên nghĩ ra một lý do thích hợp, và cô đưa ra lý lẽ không thể thuyết phục hơn. Đấy là trước khi Oden ra khơi, ông đã phiêu lưu một vòng Wano quốc nên Yamato sẽ làm theo. Có lẽ lúc này đây, Momo đang còng lưng luyện tập Haki dưới sự huấn luyện của Hyogoroha, Kirimon cùng các xích sao khác. Nó rất có khí chất cao ngạo của Shogun nên mới chạy đi tìm Zoro nhờ dạy kiếm pháp thay vì các gia thần. Vậy nên Oda mới để cụ Hyo còn sống, bởi đến thằng bố mày ta còn dạy được nữa là mày. Sư phụ thì từng làm thầy dạy Haki của Tứ Hoàng, thằng Ame no Habakiri lại do chính ông nội nó rèn ra. Sớm muộn gì Momo cũng trở thành kiếm sĩ cự phách, bởi nó có 9 bao cát đỏ luyện tập cùng. Còn Yamato sẽ dạy Momo sử dụng năng lực của Thanh Long. Thời gian Luffy lang thang ở đảo Egghead cho tới lúc chạm trán Zoran, Yamato sẽ vừa huấn luyện Momo, vừa tự nâng cao sức chiến đấu để khi ra khơi cô có thể trợ giúp Luffy đánh bại Aokiji. Yamato sở hữu doan thần thoại Inu Nunomi, mô đồ vệ lang đại khẩu, sói thần có năng lực điều khiển nguyên tố băng nữa nên quá phù hợp để đấu với người băng. Luffy cần Yamato như Roger cần Oden để trở thành vua hải tặc. Đó là tất cả suy nghĩ của mình về kế hoạch của Zoran cũng như cuộc chạm trán tương lai với Luffy. Nếu anh em thấy hay thì hãy dành tặng một like cùng một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!